Mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 20 tháng 7 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và hạnh phúc. Trở lại bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Chu Biden phen này to rồi, đảng viên Dân Chủ vụng về lỡ miệng xác nhận trọng tội của Chu Biden. Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Mỹ tuyên bố, các công ty chip của Mỹ vẫn cần Trung Quốc. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, dân biểu Hạ viện năm nhất Dan Goldman thuộc đảng Dân Chủ, đồng thời là một cựu công tố viên liên bang, người nổi tiếng với tư cách là cố vấn chính trong cuộc luận tội đầu tiên của Tổng thống Trump, đã phạm sai lầm khi ràng buộc Joe Biden với các giao dịch kinh doanh nước ngoài với con trai Hunter, trái ngược với những tuyên bố kéo dài nhiều năm của Joe Biden rằng ông chưa bao giờ thảo luận với Hunter về các giao dịch kinh doanh nước ngoài. Goldman đã hỏi hai người tố giác của IRS làm chứng tại phiên điều trần hôm thứ Tư của Ủy ban Giám sát Hạ viện, đặc vụ giám sát Gary Sapley và điều tra viên hình sự Josh Ziegler, còn gọi là người tố giác X, về lời khai của Rob Walker, đối tác kinh doanh cũ của Hunter Biden rằng, Trung Biden đã ghé qua một doanh nghiệp bữa trưa mà Hunter đã dùng với các đại diện của công ty năng lượng Trung Quốc CEFC tại khách sạn Forest Station ở Washington, DC khi Biden vắng mặt. Câu hỏi trên của Goldman đã chứng minh lời nói dối của Joe Biden rằng ông ta chưa bao giờ nói chuyện với Hunter về các giao dịch kinh doanh nước ngoài của mình. Sau khi được Subley đồng ý, Walker đã làm chứng rằng Biden thậm chí không biết rằng ông ta đã từng tham gia vào bất cứ điều gì mà ông ta và Hunter đang làm. Goldman đề cập đến bữa trưa tại Four Seasons. Goldman nói: "Và bạn đã làm chứng cho việc Hunter đã nói với Joe Biden rằng Tôi có thể đang cố gắng thành lập một công ty hoặc thử làm điều gì đó với những người này. Bây giờ để tôi hỏi bạn một điều, nghe có vẻ như Joe Biden không liên quan nhiều đến bất kỳ điều gì mà Hunter Biden đang làm với CEFC. Nếu Hunter Biden đang nói với ông ấy rằng, ông ấy đang cố gắng làm ăn với họ phải không? Sapley, không, nhưng nó cho thấy rằng Hunter Biden đang cố gắng để kinh doanh và anh ấy đang nói chuyện với cha mình về công việc. Goldman, cha, đó là sự thật, Hunter Biden có cố gắng kinh doanh, điều đó đúng. Vì vậy, bạn không chỉ không có bằng chứng nào cho thấy Joe Biden có liên quan tới bất kỳ giao dịch kinh doanh nào của Hunter Biden. Tuy nhiên, giáo sư luật tự do Jonathan Turley đã nhanh chóng nhận ra lỗi của Goldman khi cố gắng bảo vệ ông Biden. Ông ấy nói rằng Goldman vừa vấp phải lỗi tay trời mà có thể chôn vùi Joe Biden khi anh ta cố gắng lật tẩy những người tố giác để chỉ ra rằng không có bằng chứng nào cho thấy Trump có liên quan đến kế hoạch kinh doanh của con trai ông ta. Goldman đã đưa ra câu trả lời rằng các nhân chứng đã xác định rằng Trump đã thảo luận về các thỏa thuận kinh doanh của Hunter với người Trung Quốc. Goldman đang cố gắng chứng tỏ rằng các nhân chứng đã làm không đề cập đến vai trò quan trọng của Trump. Sully ngay lập tức lưu ý rằng. Điều đó có nghĩa là Joe Biden đến để thảo luận về một trong những thỏa thuận của thợ săn. Tổng thống tiếp tục phủ nhận sự thật đó. Goldman đã nhắc nhở điều tra viên tuyên bố có tuyên thệ rằng Biden thực sự đã thảo luận về các giao dịch kinh doanh của con trai mình. Khi làm như vậy, Goldman có thể đã mang đến một trong những khoảnh khắc tai hại nhất trong phiên điều trần hôm nay. Thật không may, thời gian đã hết. Sapley nói rằng Walker tiếp tục mô tả một trường hợp mà cựu phó tổng thống xuất hiện tại một cuộc họp của CEFc vào hồi tháng 8 năm 2019. Biden thề rằng ông không bao giờ nói chuyện với Hunter hoặc là anh em của anh ta về công việc kinh doanh của mình. Trung Biden cam kết dựng lên một bức tường tuyệt đối giữa nhiệm kỳ tổng thống và các giao dịch kinh doanh của gia đình ông. Đồng thời cho biết ông chưa bao giờ thảo luận về công việc kinh doanh với người thân sau một sự kiện ở đây vào hôm thứ Tư. Tôi chưa bao giờ thảo luận với con trai tôi, anh trai tôi hay là với bất kỳ ai khác, bất cứ điều gì liên quan đến công việc kinh doanh của họ. Thời kỳ ông ta nói và những gì tôi sẽ làm giống như những gì chúng tôi đã làm trong chính quyền của mình. Sẽ có một bức tường tuyệt đối giữa cá nhân và tư nhân lợi ích kinh doanh và chính phủ. Không có bất kỳ dấu hiệu của vụ bê bối nào khi chúng tôi ở đó và tôi sẽ đề xuất cùng một loại quy tắc nghiêm ngặt đó là lý do tại sao tôi chưa bao giờ nói chuyện với con trai mình, anh trai mình hay bất kỳ ai khác, kể cả họ hàng xa, về sở thích kinh doanh của họ. Những bình luận của cựu phó tổng thống khi trả lời câu hỏi của Politico được đưa ra trong bối cảnh có những cáo buộc rằng em trai ông ấy là Trump và con trai Hunter đã tìm cách sử dụng các mối quan hệ chính trị của ông ấy để làm giàu cho bản thân. Và trong bối cảnh các giao dịch kinh doanh của Hunter ở Trung Quốc và Ukraine đang bị giám sát chặt chẽ. Ba tuần trước, Biden đã hét vào mặt một phóng viên hỏi liệu anh ta có liên quan đến tin nhắn gỡ bỏ WhatsApp hiện đang khét tiếng của Hunter hay không. Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ tuyên bố các công ty chip của Mỹ vẫn cần Trung Quốc. Quý vị thân mến, Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ cho rằng các hạn chế quá rộng và mơ hồ đối với Trung Quốc có thể làm suy yếu khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp chip Mỹ. Theo Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Mỹ SIA, các công ty chip của Mỹ cần tiếp tục tiếp cận thị trường của Trung Quốc, bất chấp những lo ngại về kinh tế và an ninh quốc gia của Washington. Hiệp hội này đang lên tiếng yêu cầu chính phủ Mỹ giảm bớt căng thẳng và tạm dừng các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Trung Quốc. Thưa quý vị, trong khi ca ngợi đạo luật khoa học và chip của chính quyền là táo bạo và mang tính lịch sử, nhằm giảm thiểu rủi ro cho chuỗi cung ứng chất bán dẫn của Mỹ và nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh toàn cầu, SIA vẫn cho rằng các bước tiếp theo của chính quyền Biden có thể gây tác dụng ngược và rằng việc cho phép ngành sản xuất chip tiếp tục tiếp cận thị trường của Trung Quốc. Thị trường thương mại lớn nhất trên thế giới về chip là điều vô cùng quan trọng để tránh làm suy yếu tác động tích cực của đạo luật các bình luận từ SIA và nhóm vận động hành lang đại diện cho ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh có tình đồ rằng Mỹ đang xem xét gia hạn các lệnh hạn chế đối với việc bán một số loại chip và thiết bị bán dẫn tiên tiến cho Trung Quốc. Theo một nguồn tin của Bloomberg, giám đốc điều hành của ba thành viên SIA gồm Intel, Qualcomm và Nvidia đang lên kế hoạch vận động hành lang chống lại các lệnh hạn chế mới. Bất chấp nguy cơ bị hạn chế hơn nữa, những gã khổng lồ bán dẫn của Mỹ như là Nvidia và Intel đã có nhiều động thái để đáp ứng nhu cầu của Trung Quốc về chip tiên tiến, được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các dự án phát triển AI của họ. Thưa quý vị, Giám đốc điều hành Intel, ông Patrick Gelsinger, đã kết thúc chuyến đi đến Trung Quốc vào tuần trước khi công ty của ông đẩy mạnh sản xuất chip mới nhất dành cho các ứng dụng học sâu trí tuệ nhân tạo AI. Gaudi 2, một linh kiện hiện không nằm trong danh sách hạn chế xuất khẩu của Mỹ. Thưa quý vị, Nvidia vào đầu năm nay cũng tung ra các phiên bản sửa đổi của chip GPU A100 và S100 tiên tiến của họ để tuân thủ các hạn chế của Mỹ đối với việc bán các mặt hàng đó cho Trung Quốc. SIA cảnh báo bất kỳ bước nào nhằm áp đặt thêm các hạn chế quá rộng mơ hồ và đôi khi đơn phương sẽ có nguy cơ làm giảm khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ, làm gián đoạn chuỗi cung ứng, gây ra sự bất ổn đáng kể trên thị trường và khiến cho Trung Quốc tiếp tục leo thang trả đũa. Bắc Kinh đã trả đũa các lệnh hạn chế thương mại trước bán dẫn mà Hoa Kỳ khởi xướng cùng với đồng minh Nhật Bản và Hà Lan. Gần đây nhất, Trung Quốc đã công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các kim loại đất hiếm Gali và Chesmani được sử dụng trong sản xuất một số chất bán dẫn và các thiết bị điện tử tiên tiến khác, chẳng hạn như là radar năng lượng cao. Bắt đầu từ tháng 8, các nhà xuất khẩu kim loại ở Trung Quốc sẽ phải xin phép chính quyền cung cấp thông tin về người dùng cuối và cách sử dụng nguyên liệu trước khi gửi nguyên liệu ra nước ngoài. Trung Quốc là nhà sản xuất hai nguyên tố lớn nhất trên thế giới, với hơn 95% sản lượng Gali toàn cầu và 67% sản lượng Germanium. SIA cho biết, chúng tôi kêu gọi cả hai chính phủ giảm bớt căng thẳng và tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại, không leo thang thêm nữa, đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ nên kiềm chế các lệnh hạn chế và hạn chế sửa đuổi thương mại hơn nữa, đồng thời phối hợp với các chuyên gia để đánh giá tác động tiềm tàng. Theo nhóm thương mại thì bất kỳ hạn chế nào cũng phải thu hẹp và được xác định rõ ràng, áp dụng nhất quán và phối hợp đầy đủ với các đồng minh. John Neufer, chủ tịch kim giám đốc điều hành của SIA, đã đưa ra tuyên bố tương tự vào tháng 5, tuyên bố rằng các công ty bán dẫn của Mỹ cần có các quy định rõ ràng về các biện pháp trừng phạt từ chính quyền Tổng thống Joe Biden và sẽ cần hiện diện tại thị trường của Trung Quốc bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức hôm nay do emily và cộng sự thực hiện kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của emily xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất